Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trong video hôm nay em sẽ cập nhật cho anh em trên sách bán hàng của mẫu xe 7 chỗ MPV Đó là chiếc Mitsubishi Xpander Hiện tại mẫu xe Xpander đang là mẫu xe có khuyến mại nhiều nhất trong phân khúc Và là sự lựa chọn tốt nhất tại thời điểm hiện tại Hiện tại giá xe Xpander đã giảm thêm đôi chút so với thời điểm tháng 7 Cùng với đó nhà máy vẫn sẽ hỗ trợ anh em 100% lệ phí trước bạ Quy ra tiền mặt trừ thẳng vào giá xe cho anh em và trong video em sẽ trừ khuyến mại tiền mặt từ nhà máy và khuyến mại tiền mặt từ showroom bên em. Em sẽ báo cho anh em cái giá bán cụ thể của từng phiên bản Mitsubishi Xpander để anh em nắm được một cách chi tiết nhất. Và mời anh em cùng xem chi tiết video về chính sách bán hàng của các phiên bản Mitsubishi Xpander tại thời điểm đầu tháng 8 của showroom bên em. Và bên em có hai cơ sở, một cơ sở ở Hà Nội và một cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán của hai cơ sở này là có sự khác nhau vì trên lệch vùng miền. Mời nhau cùng đến với phần đầu tiên, những thông tin chung. Phần này em sẽ cập nhật cho anh em những thông tin thay đổi trong cái thời điểm này và có những thay đổi cụ thể như sau. Mitsubishi Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó có 3 phiên bản số tự động là nhập khẩu và một phiên bản số sàn là lắp ráp tại Việt Nam. Và phiên bản số sàn được lắp ráp tại Việt Nam sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Anh em nhớ cho em ạ. Và cụ thể các phiên bản Xpander như sau. Phiên bản thấp nhất đó là Xpander bản MT, phiên bản thứ hai đó Xpander bản ATCO, Phiên bản thứ ba đó là Xpander bản AT Premium. Phiên bản cao cấp nhất đó là Xpander bản Cross. Hiện tại tất cả đều là xe sản xuất 2023 và đã hết xe 22 rồi. Chính sách bán hàng của Mitsubishi có phân vùng thị trường. Anh em ở các tỉnh mà muốn mua xe ngoài em thì mặc định từ giá bán trên video, anh em cứ cộng cho em thêm 2 triệu là em hỗ trợ được. Hình thức mua bán anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp và có một số những thông tin thay đổi như sau đó là những cái thông tin về trả góp hiện tại trong tháng 8 này đầu tháng 8 không có cái chương trình hỗ trợ lãi suất ưu đại cho anh em nữa anh em lưu ý cho em và cụ thể chính sách bán hàng của từng phiên bản Xpander tại thời điểm đầu tháng 8 như thế nào mời anh em cùng xem tiếp video và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em phiên bản cao cấp nhất đó là Xpander bản AT Cross Giá bán của Xpander AT Cross tại thời điểm đầu tháng 8 cụ thể như sau. Tại cơ sở ở Hà Nội, giá bán cho anh em là 612 triệu tặng kèm anh em gián kính, trải sàn và cam hành trình. tại cơ sở trong thành phố hồ chí minh giá bán cho anh em là 621 triệu. tặng kèm anh em những phụ kiện sau: thứ nhất là gián phim cách nhiệt, thứ hai đó là trải sàn. ngoài ra thì tặng kèm anh em thêm 7 món phụ kiện nữa. với giá bán nguyên xe như trên, chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau: anh em nào ở hà nội sẽ là 718 triệu, anh em nào ở sài gòn tính từ giá bán 621 triệu thì chi phí lăn bánh sẽ là 713 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 698 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 684 triệu. Chi phí lăn bánh tại các tỉnh em căn cứ từ giá bán của cơ sở ở Hà Nội, có nghĩa là từ giá bán 612 triệu. Anh em nhớ cho em ạ. Còn những anh em ở trong các tỉnh ở miền Nam thì anh em muốn tính cái giá lăn bánh tính từ cơ sở ở miền Nam thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại nhân viên bên em em để ở góc dưới bên trái màn hình, các bạn sẽ tính cho anh em. Chi phí ra biển số lăn bánh trên em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước chưa có bảo hiểm thân vỏ và chưa có những bộ phí ngoài. Căn cứ từ chi phí lăn bánh trên trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị cho em số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 198 triệu, anh em nào ở Sài Gòn 185 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 178 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 164 triệu. Ngoài ra anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 8,5 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em 8 năm, tối thiểu 3 năm. Mức lãi suất năm đầu tiên anh em được ưu đãi là khoảng 0,8% trên một tháng. Năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 1% và trong tháng 8 này đã hết cái lãi suất ưu đãi khoảng 0,6% trên một tháng như trong tháng 7 em đã cập nhật cho anh em anh em nhớ cho em ạ và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 9,5 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,1 triệu dư nợ sẽ giảm dần Phiên bản thứ hai em cập nhật cho anh em đó là chiếc Mitsubishi Xpander bản AT Premium. Phiên bản này có giá bán tại thời điểm đầu tháng 8 cụ thể như sau. Tại cơ sở ở Hà Nội giá bán là 575 triệu vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện cơ bản như là dán kính, trẻ sàn và cam hành trình. Tại cơ sở ở trong thành phố Hồ Chí Minh giá bán là 586 triệu vẫn tặng kèm anh em gián kính sải sàn và thêm 7 món phụ kiện nữa. Căn cứ từ giá bán trên, chi phiên lăn bánh tại các địa phương hiện tại thời điểm đầu tháng 8 này sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 676 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn 674 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 657 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 644 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản, anh em có thể xem trên màn hình. Và những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 187 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 176 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 168 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 155 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo thân vỏ năm đầu trị giá là 8 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 488 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 9 triệu. Trong đó gốc chia đều là 5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. <laughs> Phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em đó là Mitsubishi Xpander bản ATECO. Giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 8 cụ thể như sau. Tại cơ sở ở Hà Nội giá bán là 532 triệu. Vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện như trên màn hình. Tại cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 532 triệu. Cũng vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như các bản e banner tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh em vừa mới giới thiệu. Căn cứ từ giá bán trên, chi phí lan bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 617 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 614 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 597 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 585 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình giúp em và từ chi phí lăn bánh trên trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 172 triệu anh em nào ở Sài Gòn 162 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 153 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 141 triệu. Ngoài ra anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 7,3 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 444 triệu và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8,1 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,6 triệu trong 8 năm, lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em cũng là phiên bản số sàn duy nhất và được lắp ráp tại Việt Nam đó là Xpander bản MT giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 8 cụ thể như sau tại cơ sở ở Hà Nội giá bán cho anh em là 517 triệu tặng kèm anh em những phụ kiện cơ bản như các bản Xpander em vừa mới giới thiệu tại cơ sở ở trong thành phố Hồ Chí Minh giá bán cho anh em là 519 triệu như vậy là chỉ cao hơn có 2 triệu so với cơ sở ở Hà Nội thôi và vẫn tặng anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đang xem với giá bán trên thì chi phí lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 572 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 569 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 553 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 547 triệu. Chi phí trên em tính anh em đã được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạn rồi. Và cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình. Căn cứ từ chi phí lăn bánh trên, những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị cho em số tiền ít nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 133 triệu. Anh em ở Sài Gòn 127 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 113 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 108 triệu. Ngoài ra thì anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm những khoản chi phí phát sinh, trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 7,2 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 439 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 8 triệu trong đó gốc chia đều là 4,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,5 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần như vậy giá xe trong thời điểm đầu tháng 8 đã hạ nhiệt đôi chút so với thời điểm tháng 7 em đã cập nhật trong những video trước hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video này sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em